Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đến cùng với chương trình 50 năm âm nhạc từ Công Phục. Chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Và như chúng tôi đã thưa cùng với quý vị, hôm nay ngoài những dòng ca nhạc mà quý vị sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của các ca sĩ đã được quý vị yêu mến, chúng tôi có một số những vị khách mời đặc biệt sẽ lên đây để cùng chia sẻ tâm tình với người nhạc sĩ sau 50 năm. Đại diện cho ban tổ chức, chúng tôi muốn mời một người lên đây để ngỏ lời cùng với quý vị. Đó là nhà văn nữ Bích Huyền. Xin quý vị một tràng pháo tay cho cô Bích Huyền. Chúng tôi, Bích Huyền, xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong không gian rộng lớn như thế này và trong không khí rất là trang trọng của một thính đường rất đặc biệt của quận Cam chúng ta, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin được ngỏ lời cảm ơn quý vị và rất là trân trọng sự hiện diện của quý vị đến với dòng nhạc của Từ Công Phụng trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trong quý vị ngồi đây, chúng tôi chắc chắn, vâng, chắc chắn là có rất nhiều vị đã từng đứng ngồi ở trên sân cỏ trường Đại học Văn Khoa, cũng như là trên nền đất của Đại học Văn Khoa để nghe những khúc tình ca của các nhạc sĩ rất là sinh viên, rất là tuổi trẻ của thập niên 1960, Sài Gòn yêu quý của chúng ta trên sân trường Đại học Văn Khoa. Và dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng cất cánh bay lên từ đó. Thưa quý vị, trong suốt những thập niên qua, với những thăng trầm của lịch sử, dòng nhạc của Từ Công Phụng vẫn mãi mãi ở bên cạnh chúng ta, từ tuổi thanh xuân cho đến khi thiên đàng của chúng ta đã mất. Dòng nhạc đó vẫn ở bên cạnh. Nó như là một cái lời an ủi vỗ về khi mà tình yêu của chúng ta đã mất. Khi lúc bình yên thì chúng ta nghe nhạc Từ Công Phụng, chúng ta thấy rằng cuộc đời đẹp quá, tình yêu đẹp quá. Rồi đến khi mất nước, dòng nhạc của Từ Công Phụng cũng lại an ủi chúng ta. Nhưng mà nó không có quá đau thương, nó không có quá bi lị, không có quá bi lị. Cho nên nó vẫn là cái gì cần thiết trong cái đời sống tinh thần của chúng ta lúc đó, mặc dù có nghe lén. Thưa quý vị, tình yêu đẹp hơn, đời sống đẹp hơn nhờ có những nhạc sĩ viết tình ca cho chúng ta. Với ý nghĩa đó thì đêm nay không ngoài cái mục đích là chúng tôi mời quý vị nghe những cái dòng nhạc êm ả như thế, trong không gian êm ả như thế này. Và xin kính chúc quý vị ngồi đây có những cái giây phút rất là vui tươi, rất là hạnh phúc bên người thân, bên người yêu, bên người chồng, bên người vợ, bên các con của chúng ta tuổi trẻ sẽ tiếp nối bước vào dòng nhạc của Từ Công Phụng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Hôm nay, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, không phải chỉ trong không gian của Rạp Sejerstrom Performing Arts Center. Ngoài ra, chúng ta cũng đang trực tiếp để gửi đến cho khán giả khắp nơi trên mạng yk.com có thể cùng lắng nghe chương trình này trên hệ thống Internet. Xin được phép gửi lời kính chào đến tất cả quý khán thính giả ở khắp mọi nơi. Bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, cho phép chúng tôi giới thiệu đến quý vị hai người sẽ giúp cho chúng tôi mở cánh cửa đầu tiên để mời quý vị bước vào vườn hoa âm nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Xin quý vị cùng với chúng tôi đón tiếp hai MC Đỗ Tân Khoa và Diệu Quyên. Đỗ Tân Khoa và Diệu Quyên xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng với chúng tôi tham dự đêm thính phòng 50 năm âm nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua 50 năm, ông đã vun sới biết bao nhiêu là những bản nhạc hay, và ngày hôm nay nó đã nổ rộ cho chúng ta và chúng ta sẽ thưởng thức đêm hôm nay. Vâng thưa quý vị, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từng chia sẻ, nếu chim muông có một thời để ca hát, cây cỏ có một thời để xanh tươi, và loài người có một thời để sống,
và một đời để chết, thì xin hãy hát lên những bản tình ca để ca ngợi một thời để sống đó. Trước khi bước vào những nơi khốn cùng, buồn thảm của cái chết lẻ loi. Khi mà Đỗ Tân Khoa nói vấn đề lẻ loi, thưa quý vị, thì chị Quyên được biết trong những cái bản nhạc tình ca của nhạc sĩ Từ Công Phụng, ông viết những nhạc phẩm mà nói lên tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên khi mà chúng ta ra đi thì chỉ có một người ra đi và một người ở lại. Cũng có một lần chị Quyên tâm sự cùng với Trúc Hồ, thưa quý vị, và Đỗ Tân Khoa, thì chị Quyên có nói là nếu mà sau này khi mà chúng ta về già thì chị Quyên muốn là người đi trước. Thì anh Hồ nói chứ, chết mà cũng dành. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên đó là cái sự lẻ loi mà chúng ta không có đường chọn lựa khi mà chúng ta chỉ là một người và ước sao chúng ta cùng ra đi một cặp. Vâng, nói đến cái chết, giữa cái chết và cái sống, chắc chắn nhạc sĩ Từ Công Phụng hơn ai hết đã trải nghiệm qua đời này. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng lại nói với lại phu nhân, anh không muốn xa em. Thưa quý vị, trong đêm nay, qua hàng trăm ca khúc mà chúng tôi chọn lọc để gửi đến quý vị, sẽ có một tác phẩm mở đầu để mời quý vị đi về thời quá khứ, những thời bắt đầu của khu vườn mà người nhạc sĩ còn ở tuổi thiếu thời với những cái tình yêu bắt đầu. Nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy được sáng tác khi ông còn rất trẻ. Cậu bé 18 tuổi khi ấy không có biết đã biết yêu chưa. Nhưng những lời nhạc rất là lãng mạn. Cái lãng mạn của hờn dỗi, của vỗ về, của trách móc và của tràn đầy cái niềm ước mơ. Và rồi nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy 2 lại có một nguyên cớ rất là lý thú. Khi nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy được phát thanh trên làn sóng điện, có rất nhiều thính giả gửi thư cho ông. Trong số đó có một bức thư không đề tên người viết. Và có một bài thơ, chính bài thơ đó đã tạo cảm xúc cho nhạc khúc Bây Giờ Tháng Mấy 2. Và đến giờ phút này thì thưa quý vị, tên tuổi của người viết bài thơ đó cũng chưa được nhận diện. Mà biết đâu chừng lại là trong số một trong những khán giả có mặt trong đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và với hai nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy 1 và 2, chúng tôi xin được gửi đến quý vị qua hai giọng hát trẻ nhưng thật là nồng nàn và đầm ấm. Chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nam ca sĩ Đình Bảo cùng với tiếng hát giọng ca vàng của trung tâm Asia hạng nhất trong năm vừa qua, nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Anh đi tìm mùa xuân.
đang đẹp trời sao cho mình thương nhớ Bài hát tiếp theo Đình Bảo xin gửi đến tất cả các cô chú, quý vị. Hôm nay là một bài hát mà Đình Bảo rất là thích từ lâu rồi. Và hôm nay là lần đầu tiên Bảo mới được hát trình diễn cho quý vị khán giả cùng nghe. Đó là một bài hát rất là hay của Chúa Từ Công Phục mang tựa đề Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
rồi mai có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hòa, một mùa xuân lên cao hôn lên làn tóc xóa theo mây trôi bềnh bồng. Rồi mai có một lần tôi đưa em về miền nắng ấm, những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm, hát lên gọi xuân rạng rỡ đem mặt trời tô mắt dài tuổi mơ. Xin đứng yên bình một mùa xuân giăng kín khung trời của tuổi thơ thôi giã thôi. Làm bão tuổi đôi mươi, một vòng tay khắc khoái ôm xuôi, từng niềm vui bay theo biển gió. Hãy ôm trọn tuổi xuân. Có một lần tôi đưa em về phía trên đi. Đã thắm trong tôi. Kính thưa quý vị, trong 50 năm ca hát, người nhạc sĩ họ Từ với một tính tình mềm mại và nhũng nhặn đã trở thành thân quen với rất nhiều người có cùng chung ý tưởng về văn ngọt hóa, về thơ ca và về ca nhạc. Và một trong những người bạn thân của ông cũng là một nhạc sĩ được nhiều người biết đến qua những tình khúc lãng mạn và được trình bày bởi rất nhiều ca sĩ nổi tiếng.
người nhạc sĩ này cũng lấy âm nhạc là lẽ sống với triết lý: nếu có tình yêu là có cuộc sống, và có âm nhạc là có tình yêu. Người nhạc sĩ này là nhạc sĩ Đăng Khánh đến từ Houston, Texas. Trong sự kiện 50 năm âm nhạc tình ca của nhạc sĩ Từ Công Phụng, chúng ta sẽ cùng nghe những nhận định của ông về dòng nhạc của họ Từ. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Đăng Khánh. Xin cảm ơn anh Đỗ Tân Khoa. Xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, âm nhạc Từ Công Phụng đã nằm trong nhịp đập của trái tim những người Việt Nam yêu nhạc chúng ta đúng nửa thế kỷ qua. Trong đó có nhịp đập của chính trái tim chúng tôi. Và đó là lý do hôm nay chúng tôi đến với chương trình Nhạc Thính Phòng đặc biệt 50 năm tình ca Từ Công Phụng. Thưa quý vị, âm nhạc Việt Nam, nhất là tình ca, rất là buồn. Không biết có phải tại vì hoàn cảnh của đất nước chúng ta đã tạo nên những tác phẩm buồn như thế, hay là vì cái ý nghĩa sau cùng của nghệ thuật là nỗi buồn. Trong suốt 70 năm tân nhạc Việt Nam, hầu hết các tác giả, nhất là tình ca, đều nhắc đến đối tượng của mình như là những người tình tuyệt vời. Nhưng éo le thay, hầu hết những cuộc tình của họ lại tràn đầy oan trái, đau thương, và từ đó nảy sinh ra những tác phẩm nuối tiếc và oán hận tình yêu. Nhưng đặc biệt nhạc Từ Công Phụng lại không như vậy. Tôi đã tìm hiểu và biết chắc một điều rằng nhạc sĩ Từ Công Phụng là người nhạc sĩ Việt Nam duy nhất đã dám nói thẳng ra, chỉ thẳng ra vào những rối gian bạc bẽo của tình yêu bên dưới những lớp hào quang lộng lẫy kia. Nhưng mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã nói với chúng ta rằng là dù em, đời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đi vào tăm tối, tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối. Nhưng nhạc sĩ Từ Công Phụng lại không bảo chúng ta hãy oán hận tình yêu, mà nhạc sĩ Từ Công Phụng lại bảo chúng ta hãy quên đi cái định mệnh nghiệt ngã ấy để làm gì, thưa quý vị? Để rót cho đầy hồn nhau, đắp cho tràn đời nhau những men nồng tình sâu dã rời. Thưa quý vị, dù trông thấy rõ mồn một từng vết trần ai trên ngấn lệ người tình, nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu, phủi hết bụi trần trên vai áo. Để làm gì, thưa quý vị? Chỉ để xin nàng một giọt lệ cho ngàn sau. Em ơi, yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em nhỏ xuống hồn tôi. Ôi chao, em khóc cho tôi ư, bằng giọt lệ nào hỡi em? Bằng giọt lệ của từ tâm, của âm nhạc Từ Công Phụng. Thưa quý vị, đối với riêng tôi, đây là một trong những câu nhạc huyền nhiệm nhất trong tân nhạc Việt Nam. Ý nhạc liên tiếp mọc ra chung quanh nhau, tua tủa đâm ra như những nhánh san hô nhọn sắc đau thương trong biển hồng ân ái. Với cái huệ trời cho trong khi đi tìm kiếm melody, Từ Công Phụng đã tìm được những giai điệu cực kỳ lộng lẫy, ẩn dưới bên dấu, bên dưới là những ca từ sâu sắc nồng nàn. Đối với riêng tôi, đây là một trong những câu đẹp tuyệt vời. Thưa quý vị, Từ Công Phụng, người nhạc sĩ của tình yêu, người nhạc sĩ của tình ca, đến nay đã là 50 năm viết nhạc. 50 năm đem hết những tiếng lòng ngọt ngào nhất của mình để dàn trải cho đời, cho những người yêu nhau, cho chúng tôi, cho quý vị. Tôi vẫn thường nghĩ rằng với những tác phẩm như thế của nhạc sĩ Từ Công Phụng, ông đã nâng cao nghệ thuật viết ca khúc của tân nhạc Việt Nam chúng ta lên cao hơn một bậc. Đến đây, chúng tôi xin phép quý vị cho phép chúng tôi được cùng với quý vị ngỏ lời cảm ơn đến nhạc sĩ Từ Công Phụng và những sáng tác tim óc của ông đóng góp trong nền tân nhạc Việt Nam. Xin cảm ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn ban tổ chức. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Đăng Khánh đã bay từ Houston sang đây để tham dự một chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Và thưa quý vị, giống như lời của chú Đăng Khánh đã chia sẻ, hầu hết những nhạc phẩm mà hình như là như vậy trong những nhạc phẩm của nhạc sĩ Từ Công Phụng đều luôn luôn có một cái nỗi buồn. Và chính cái nỗi buồn đó nó làm thu hồn của người nghe.
Nhưng mà cái nỗi buồn đó không bao giờ là một cái nỗi buồn dây dứt, nỗi buồn đắm sâu, mà là một cái nỗi buồn lâng lâng như là sương, như là khói trong thung lũng vậy. Và khi mà ngọn buồn rơi xuống thì lòng của người nghe cũng trùng xuống để xoáy vào trong cơn lốc của tình yêu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xoáy vào trong cơn lốc ấy với nhạc phẩm Như Ngọn Buồn Rơi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Y Phương. Y Phương xin mến kính chào tất cả quý vị. Thank you.
Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Một ca khúc kế tiếp, Y Phương mời quý vị lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phục mà Y Phương rất thích, bài hát được mang tên Trên Tháng Ngày Đã Qua.
tình như cơn bão đi qua đời mình. Người ơi, tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai, như giọt sương sớm. Quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, có nhiều người cho rằng âm nhạc của Từ Công Phụng gắn liền với một thi sĩ rất là nổi tiếng, một nhà thơ chắc chắn ai cũng biết, thi sĩ Du Tử Lê. Vì khi mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã chuyển những bài thơ của ông Du Tử Lê trở thành những nhạc khúc thì phải nói tuyệt vời. Vì chính những nhạc khúc đó đã đi sâu vào tâm hồn của người nghe đến không bao giờ phai. Trong ngày hôm nay, trong kỷ niệm 50 năm âm nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, chúng tôi hân hạnh một lần nữa để cùng quý vị chào đón sự hiện diện của nhà thơ Du Tử Lê. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta mới được nghe nhạc sĩ Đăng Khánh phát biểu những cái lời cực kỳ tốt đẹp về 50 năm tình ca Từ Công Phụng. Cá nhân chúng tôi ở từ quá khứ cho đến hiện tại cũng đã từng viết, từng nói nhiều về cõi nhạc lấp lánh kim cương của bạn tôi, Từ Công Phụng. Tuy nhiên, cá nhân tôi thử thấy tôi có một điều không đúng, tôi có một điều khiếm khuyết là gần như tôi không viết, không nói bao nhiêu về người phụ nữ là điểm tựa chính của bạn tôi. Người phụ nữ đó nhiều năm trước đây đã là người cưu mang bạn tôi bằng cách mang bạn tôi theo trong cuộc vượt biên thập phần nguy hiểm. Người phụ nữ đó nhiều chục năm trước đây cũng là người đưa cái đôi vai yếu đuối của mình ra để gánh vác chồng con trong những ngày đầu tiên tị nạn tại Hoa Kỳ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, chưa hết. Những năm tháng gần đây một lần nữa, người phụ nữ có đôi vai yếu đuối đó lại đưa cái đôi vai của mình ra để cứu mạng bạn tôi một lần nữa khi bạn tôi rơi sâu vào căn bệnh hiểm nghèo là bệnh ung thư. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nói đến người bạn đời của bạn tôi, bà Từ Công Phụng. Cảm ơn chị Từ Công Phụng. Khi nhắc tới những hy sinh lớn lao của chị Từ Công Phụng, ý tôi còn muốn nhắc tới những hy sinh lớn lao không kém
của rất nhiều, tôi nhấn mạnh, rất nhiều quý vị phụ nữ hiện có mặt ở đây đêm nay. Cũng như bà Từ Công Phụng, họ là những người một sớm một chiều bị đẩy ra đường phố, ngược xuôi, tần tảo để nuôi con và nuôi chồng trong tù khi 30 tháng 4 ập tới. Cũng như bà Từ Công Phụng, họ cũng là những người đưa cái đôi vai yếu đuối của họ ra khi ra tới hải ngoại. Họ cũng chính là những người nuôi con nên người, giúp chồng xây dựng sự nghiệp, thậm chí giúp chồng trong lúc chồng bệnh hoạn ở bệnh viện. Tôi nghĩ tập thể của chúng ta sẽ không có được cái vinh quang như hiện tại nếu chúng ta không có những người phụ nữ Việt Nam đáng quý, đáng trân trọng như vậy. Trong tinh thần đó, chúng tôi trân trọng, kính xin quý vị và các bạn mở lòng để tri ân bà Từ Công Phụng và những quý bà hiện có mặt ở đây đêm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn thi sĩ Dư Tử Lê. Và thưa quý vị, đến giây phút này, Đỗ Tân Khoa cũng xin được nhường lại việc hướng dẫn quý vị đi vào khu vườn âm nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhường chỗ cho đôi bạn trẻ tiếp tục mở ra một cánh cửa khác. Và đôi bạn trẻ này đầy tình yêu thương, đầy nhiệt huyết với văn, với thơ và với âm nhạc mà trong đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng với những ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Họ sẽ là những người lèo lái quý vị đi vào những cơn lốc xoáy hay là những tầng cùng của tình yêu. Thưa quý vị, hai MC Đại Dương và Uyển Diễm. Thưa tất cả quý vị, ngay giây phút này đây, không gian này đây, cho phép chúng tôi nói lên một câu rằng chúng tôi không muốn ở bất cứ nơi nào khác trên thế gian này nữa. Cảm xúc thật đầy, căng thật tràn vào với chương trình Từ Công Phụng 50 năm tình ca. Khi biết mình sẽ là một phần nhỏ của chương trình thì chúng tôi thường hay tìm tới những hình ảnh quen thuộc nào đó để bám víu, để dâng đầy cảm xúc, để làm chương trình thêm đẹp. Thì Đại Dương có một chút hoài hoài tìm những hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Có thể là một con đường, có thể là ánh mắt ai đó, hoặc những tiếng động quen thuộc. Nhưng may thay, chẳng hiểu sao, hơn một tháng qua, cứ mỗi khi chiều về, Đại Dương bị ám ảnh bởi một hình ảnh đầy quen thuộc ngay tại căn nhà của mình. Đó là hình ảnh của vệt nắng chiều quen thuộc mà Đại Dương xem như là một vị cứu cánh để ví như nhạc Từ Công Phụng ảnh hưởng tới đời sống tâm hồn của cá nhân Đại Dương. Hình ảnh vệt nắng chiều mà Đại Dương vừa nói là một ẩn dụ quá đẹp phải không thưa quý vị, để so sánh với dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Quý vị hãy cùng chúng tôi tưởng tượng sau một ngày tất bật làm việc mà chúng ta trở về với căn nhà của chúng ta thì khẽ khẽ mở cánh cửa vào. Chúng ta sẽ cảm thấy sự bình yên trong căn nhà ấy. Hãy nhìn về phía cửa sổ trên chiếc màn tre, quý vị sẽ thấy len lỏi những vệt nắng chiều bám víu trên khung cửa sổ. Và thưa quý vị, hình ảnh của vệt nắng chiều thường thường không rực rỡ, không chói lóa, nhưng nó có sức gieo rắc, lan tỏa mạnh. Đúng không anh? Đời nhạc Từ Công Phụng khởi nguồn đã là một cất cánh sâu thẳm. Thi sĩ Dư Tử Lê của chúng ta đã nói như thế. Vâng ạ, và ông luôn đi quanh yêu thương và sự bình an. Thế thì còn chần chờ gì nữa? Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng yêu thương và sự bình an để gieo rắc thêm cho chương trình thật đậm, thật đầy. Bởi vì chính ca từ của Từ Công Phụng luôn vỗ về chúng ta cơ mà. Thân mang kiếp dạ tràng, đem đời xe tơ duyên trên bãi cát vàng, chợt nghe lớp sóng xô lên, đời mình niềm cay đắng. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi, dù kiếp sống đã rêu phong rồi. Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối, xin yêu thương phủ kín đôi môi. Đêm nay
nguồn yêu thương ùa về như thác. Một bài hát mà chúng tôi cảm thấy rằng còn khá lạ lẫm cho những ai yêu thương Từ Công Phụng. Đó là bài hát Bóng Hoàng Hôn, thơ của thi sĩ Hoàng Thượng Dung. Xin mời tất cả quý vị lắng nghe sự góp mặt của giọng hát Quang Tuấn sau đây. Cuốn ngày mong manh
chút nắng hành vàng rồi mỗi sầu. Ở lại từ em đi. Bây giờ xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm kế tiếp. Đó là bài Đêm Không Cùng. Tìm nhau từng đêm mông lung nên đêm không cùng, và đêm xanh sao nên đêm gầy, đêm bơ vơ như cuộc đời chúng mình. Và em và tôi và đôi môi dậy tiếng chứng tích một cuộc tình trên dòng sông vô cánh bay đi. Niềm vui như mây trời còn trời.
trôi miệt mài trên dòng sông trắng, trên hai vai tuổi xuân đã vàng, còn đâu niềm vui khi nụ cười dù người đã tắt. Xin một lần diễm huyền mái tóc, đi vào đời cho ấm đôi môi. Buồn rơi trong đêm dài lẻ loi, buồn rơi tâm hồn lẻ loi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Từ Công Phụng dường như viết nhiều về một mảng tình ca. Ông xung quanh ông là những nỗi buồn, những niềm vui hân hoan, hoặc là những mong ngóng đợi chờ của hình ảnh một người phụ nữ. Nhưng tóm gọn lại, Đại Dương thấy mảng màu đó lớn nhất vẫn là tình ca. Bên cạnh những bản tình ca đó, quý vị sẽ bắt gặp được một mảng khác của tình ca Từ Công Phụng, là hai bài hát viết về người mẹ, thưa quý vị, là bài Mòn Mỏi và bài Lời Của Mẹ, được sáng tác vào năm 1968, ngay biến cố Tết Mậu Thân, là một sự kiện chúng ta không thể nào không nhắc đến khi nói tới lịch sử Việt Nam, thưa anh. Tuy nhiên, khi mà quý vị đi sâu vào lời của mẹ, thì chúng ta lại thấy rằng đây không phải là một lời bình thường của một người mẹ nói với một người con. Một tổng hợp của nhiều người mẹ Việt Nam nói với nhiều người con Việt Nam thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Đó là một tình dân tộc. Tôi nghĩ rằng bài hát Lời Của Mẹ là tiếng nói chung cho mọi người. Mùa đông đã qua, lòng mẹ héo hon, nhìn mùa xuân chết trên từng ngón tay. Thưa quý vị, trong một cuộc trò chuyện gần đây nhất với Radio Bonsa, nhạc sĩ Từ Công Phụng có tâm sự rằng một điều duy nhất làm ông hối tiếc là ông đã chưa làm được một việc gì lớn lao cho mẹ của ông. Đó là điều ông đang day dứt. Nhưng Đại Dương lại nghĩ ngược lại. Điều mà ông đã làm cho mẹ hài lòng nhất, bình yên nhất là ông đã viết cho đời những bản tình ca thật đẹp. Thưa quý vị, bài hát Lời Của Mẹ, xin mọi người đón chào giọng hát của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân xin kính chào tất cả quý vị. Ra trước ngõ ngóng tin con, từng nghe tình lỡ tiếng bom đạn nổ trên đầu, chợt thấy niềm tin vội héo trên tôi. Mẹ mong bạc đôi vai áo nhạt nhòa đôi mắt con ơi, con ơi, con biết chẳng con từng tiếng bom nổ, từng tiếng đạn bay như nã tan lòng mẹ. Con ơi, mẹ xin đời thôi chiến tranh, mẹ con cúi xin đời mẹ có con từ tôi nay. Thank you.
trên tháng năm buồn, mẹ ngồi đan ngón tay nhăn, mái tóc pha màu hạ buồn hồng ra khô cằn, và niềm tin đó rơi theo nước mắt rơi ra. Xin cho quê hương thôi hết thương đau, thôi hết hờn căm, thôi hết đàn bóng, thôi nát tan lòng mẹ. Con ơi, ngoài kia lá rơi, mùa đông tuyệt vời quá phải không thưa quý vị. Nói tới sự nghiêm túc trong cách làm việc, thưa quý vị, từ ngay ngày đầu tiên Lâm Thúy Vân nhận lời có mặt trong chương trình này, khi nhận được bản nhạc thì thưa quý vị, Lâm Thúy Vân nâng niu từng ca từ một, từng lời ca và ngay cả cách hòa âm của nhạc sĩ, và cô đã trau chuốt gửi tới ban nhạc để lo cho phần trình diễn của mình. Đó cũng là bắt nguồn từ sự trân trọng và yêu thương. Thưa quý vị, hai nhạc phẩm Trên Ngọn Tình Sầu và Mắt Lệ Cho Người. Trên Ngọn Tình Sầu là một bài hát được phổ thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Xin lắng nghe giọng hát của Nguyên Khang. Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con được về ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng bay sẽ cũ hôm em, chiều mai xám rêu xanh, trời em cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi tháng hạ khi không mà chờ rơi giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt, sao khi câu người ngoảnh mặt kêu xa chiều qua đó chân ai còn dịu dít âm thưa, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần,
người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa nhẹ theo lá hoa kiên là ta mãi hiền người kế tiếp xin mời quý vị nghe của một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Từ Công Phụng Nguyễn Khang rất yêu quý, đó là nhạc phẩm Mắc Lệ Cho Người. Cảm ơn. Một tràng pháo tay cho ban nhạc. Xin cảm ơn quý vị. Dòng trôi mang niềm đau, đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng, như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn. Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu. Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Giữ trong mắt lệ
trong vời. Buổi chiều thốn thức sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thơ. Em thấy không mỗi đời vô vọng, xin em hãy cho tôi tạm biệt khi em đã đi qua quãng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rơi trên môi nhà, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, và câu tình cũ xin gửi cho đời. Xin cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Diệu Quyên cũng rất được hân hạnh có mặt tại đây để mời một vị khách lên đây chia sẻ với quý vị về nhạc sĩ Từ Công Phụng. Người phụ nữ mà Diệu Quyên muốn nhắc đến đã làm cho Diệu Quyên ngưỡng mộ rất lâu. Cô là biểu tượng của nền điện ảnh tại Việt Nam. Nếu mà nhắc tới tên cô thì chúng ta phải nói tới cái chiều dày mà cô đã làm việc cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy trong vòng 55 năm qua. Và khi nhắc đến tên cô, thì tên tuổi của cô cũng đã xuất hiện trên rất nhiều những cuốn phim và nhiều show truyền hình, và cô cũng đã đóng góp
tài năng của mình cùng với những nhiều tài tử trên thế giới. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng chúng tôi đón tiếp vị khách quý này. Xin mời quý vị cùng với chị Quyên đoán người vị khách quý này là ai ạ? À? Dạ vâng, kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nữ cây tài tử Kiều Trinh. Xin kính chào quý vị. 50 năm tình ca từ cung phụng như một kết nối giữa nghệ thuật, tình yêu, tình ca và đời sống. Từng bài hát, từng giọng ca, từng tiếng đàn hôm nay đều trân trọng nói lên sự quý mến đối với người nhạc sĩ suốt một đời đã dành cho tình ca. Và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta tới biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của một thời thơ ấu. Sài Gòn ngày đó có chàng học trò 18 tuổi hát lên bản ca đầu tay Bây giờ tháng mấy. Đồng thời với nhạc phẩm này cũng có cả một thế hệ tuổi trẻ ôm đàn tới giữa đời và đã tạo nên những bản tình ca tuyệt vời trong thời điểm đau thương của đất nước. Đó là thời Nam Bắc phân chia. 50 năm đối với tung ca là một nửa thế kỷ giông bão, một nửa thế kỷ của chiến tranh, của di tản, của lưu vong, của đổi đời. Biết bao thứ đã chìm khuất. 50 năm trôi qua, biết bao người đã không ở lại với chúng ta. Những bạn bè thân thiết, những nghệ sĩ, kẻ còn người mất. Nhưng nghệ thuật, tình yêu và tình ca còn ở với chúng ta mãi. Thưa nhạc sĩ Từ Công Phụng, một đôi khi trong đời sống chúng ta không biết bây giờ là tháng mấy trong đời nhỉ. Nhưng cũng không có sao, dù là tháng mấy, dù đang ở đâu, dù ở trong tình huống nào, thì đời sống vẫn cần có tình yêu, có nghệ thuật. Và người nhạc sĩ của chúng ta không ngừng sáng tác những tình ca tuyệt vời. Từ bản nhạc đầu tiên cho tới những bản nhạc gần đây nhất, Giữ Đời Cho Nhau. Biết bao nhiêu bản tình ca đã được hát lên bởi những thế hệ trẻ. Và hôm nay, lát nữa đây, chúng ta đang chờ đợi người nhạc sĩ sẽ cho chúng ta thưởng thức những tình ca tuyệt vời của ông với giọng ca ấm áp. Thưa Từ Công Phụng, hình ảnh đẹp trai của người sinh viên thời đại học nào và giọng ca ấm áp sẽ ở lại với chúng ta, với nhiều thế hệ nữa sau này, và nhạc của anh cũng sẽ ở lại với biết bao nhiêu thế hệ mai sau. Hôm nay tôi đến đây để nói lên lời cảm ơn trân trọng với Từ Công Phụng và với thế hệ của những người trẻ làm lên những tình ca tuyệt vời của 50 năm tình ca Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Còn nhớ không em, một lần em đã đến thăm tôi trong một sớm thu sang, một mùa mưa ướt phố thanh thang, mưa như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng. Cuộc tình ta đã chết trên tay, nghe cơn đau thoáng trên linh hồn gầy. Người về trong một sớm heo may, rồi người đi như kiếp mây bay. Trời còn làm nước mắt rơi mau trên vùng tối mưa ngâu. Người còn nước mắt rơi mau trên vùng tối thương đau. Người xin hơi thở bên nhau để tình còn ở. Nước mắt rơi mau khi cuộc tình ta đã chết mai sau. Người về còn giữ lấy cơn mê, nghe đã lạc loài trên gót chân thề. Cho tôi xin một lần chân em lại gần, để vòng tay ôm hết dung nhan, buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn. Tìm lời ru cho giấc em ngoan, bằng lời kinh cho kiếp đa đoan. Người về nghe tiếng hát âm vang trên vùng tuổi cưu mang. Người về nghe những âm vang trên vùng tuổi cưu mang. Người đàn hơi thở bên nhau dù trời chợt sáng, xin tình chưa nghe muộn màng. Còn nhớ không em, một lần em đã đến thăm tôi trong một sớm thu sang, một mùa mưa ướt phố thanh thang, mưa như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng. Cuộc tình ta đã chết trên tay, cơn đau thoáng trên linh hồn gầy. Người về trong một sớm heo may, rồi người đi như kiếp mây bay. Trời còn làm nước mắt rơi mau trên vùng tuổi mơ ngâu. Người còn chết mai sau, người về còn giữ lấy cơn mê, nghe đã lạc loài theo gót chân thề. Cho tôi xin một lần
chân em lại gần để vòng tay ôm hết dung nhan buông trong hơi thở qua cơn chiều tàn tìm lời ru cho giấc em ngoan bằng lời kinh cho kiếm đò đò người về nghe tiếng những âm vang trên vùng tuổi đã đoan người về nghe những âm vang trên vùng tuổi cứu mang người đàn hơi thở bên nhau để trời chợt sáng xin tình chưa vì nhạc phẩm Mưa Trên Ngày Tháng Đó là một bài hát giờ cuối thay đổi chỉ mới cách đây 3 ngày thôi mà Bích Vân nhận trên tay đã rất run lắm mà khi mà cô nhận được bài hát này vì một chút thay đổi trong chương trình. Vậy mà ngày hôm nay quý vị nghe Bích Vân hát có một chút nào sơ sót không ạ? Và bây giờ là bài hát Bích Vân đã chuẩn bị trong những ngày tháng qua rất đầy, rất đều và cô rất yêu thương bài hát này. Bích Vân ơi, Bích Vân ngồi lên trên ghế của bạn piano. Tràng pháo tay thật lớn cho nhạc phẩm Sứ Thâm Trầm, thơ của Đông Duy. Đông Duy là một người đang sống tại địa phương, đã là một nhà thơ mà Đại Dương rất là yêu quý tâm hồn của ông. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện trên piano với Bích Vân, Đông Duy và nhạc sĩ Từ Công Phụng. Trầm xa cuộc đời này.
trở về kết động linh hồn làm mặt đá xây hồ lãng cho đời này hết ưu phiền. Tôi trở về xứ thâm trầm một mình sống.
Thưa quý vị, Bích Vân. Hoàng Công Luận. Anh Đại Dương thấy 7 năm tại Music Academy School, Bích Vân được train thành có master degree như vậy mà nghe có tí xíu nào lơ lớ Mỹ con không? Anh thì không, anh thấy hôm nay cô trở về nguồn rất đẹp, một cái công cuộc trở về nguồn nhẹ nhàng và đẹp lắm. Thưa quý vị, bài thơ Sứ Thâm Trầm, Đông Duy đưa tận tay nhạc sĩ Từ Công Phụng khi ông còn ở trường luật, mà thêm thắt vào nhạc và hơi thở của Từ Công Phụng, bài thơ đã đẹp, thêm nhiều quyến rũ, đúng không ạ? Sứ Thâm Trầm. Và kế tiếp, thưa quý vị, mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Diễm Liên với một nhạc phẩm Mùa Thu Mây Ngàn, một bài hát rất buồn, nhưng không hiểu Diễm Liên diễn tả bài hát này ra sao anh nhỉ? Đối với Đại Dương thì giọng Diễm Liên có những cá tính và cô luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên ở mỗi bài cô nhận trên tay. Diễm Liên thường thường đem cả cuộc sống của mình để biến nó thành một cuộc sống tốt tươi hơn và nhiều sự hứng khởi hơn cho đời sống. Âm nhạc quả thật mầu nhiệm, nó có thể thay đổi một luồng suy nghĩ trở thành một suy nghĩ tích cực hơn để rồi chúng ta yêu thương cuộc đời. Tối hôm nay không biết Diễm Liên có hát buồn vời vợi trong Mùa Thu Mây Ngàn không? Xin lắng nghe đi, lắng nghe Diễm Liên trong bài hát Mang Những Tưởng, bài hát thật buồn. Chiều nay có mùa thu đi về, buồn dâng mây ngàn răng trên lối. Xin đón chào sự xuất hiện của Diễm Liên. Buồn không,
còn giăng mãi bên trời. Mùa thu lưu luyến bóng dáng rất nhiều. Và cũng như thường lệ, Diễm Liên xin mời một người bạn nữa ra hát chung với Diễm Liên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Nguyên Khang. Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị một lần nữa. Hôm nay nghe lời không mang quốc cao. Mà hôm qua thông báo là mặc một bộ đồ là tím, ở trong màu có tím. Màu tím, mình Diễm mới mặc màu tím, bữa nay mặc một cái áo khác hẳn. Tại vợ Khang bắt đổi. Ok, đó thì được. Khang giới thiệu bài hát cho quý vị. Và một bài hát kế tiếp, đây là bài hát lần đầu tiên mà Nguyên Khang và Diễm Liên được vinh dự trình bày ngày hôm nay, đó là nhạc phẩm Lời Cuối. Trong lòng rất là lo. Khang hát với Diễm nhiều nhưng mà không biết sao bài này Khang lo lắm, không biết Diễm có bị lo không. Lo không là mình đổi tại qua vì... mình hát bài Bang Bang đi. Chắc ăn. Lo là tại vì Diễm biết là mỗi bài rất hay và Diễm biết là nó nằm trong lòng, bài hát này nằm trong lòng của tất cả các quý vị đang có mặt tại hôm nay, cho nên phải lo hát làm sao để mà rủ quý vị đi theo bài hát mà những cái bài hát là quý vị đã thương yêu bao nhiêu năm nay. Ha, mình hát ha. Nhưng nhớ cũng thầu một câu, nếu có gì sơ suất xin quý vị bỏ qua. Cứ vậy hoài quý vị. Mình vô ha. Thank you.
nhà em xa lắm, tương lai chưa vừa tầm hai tay này. Trời đổ đầy cho cây đắng, nên ta không còn nương cánh nhau mà đi. Đường về nhà em xa lắm, xin tình người đừng dối gian thêm buồn. Kỷ niệm nào như muôn năm, nên tôi xin một lần được trao hết cho rất nhiều. Thank you. Cả quý vị, tôi luôn nhìn ngắm đời sống của mình bằng một đôi mắt thật vi diệu, bởi vì tôi muốn chọn cái đôi mắt của một đứa bé để nhìn ngắm nó
và đặc biệt là muốn được nhìn ngắm khi mặt trời lặn. Rất may cho đời sống của chúng ta là chúng ta sống gần biển, cho nên mỗi lần ra với biển là tôi muốn được nhìn ngắm hình ảnh đó để nhìn thấy những cái đẹp của cuộc đời. Bởi vì trên trái đất này, đời sống đâu phải chỉ để cho những nỗi buồn, những niềm đau hiện diện mãi đâu. Ví dụ như bài hát vừa rồi, tôi thấy rằng đó là lời cuối, nhưng ở điệp khúc họ nói với nhau rằng kỷ niệm nào như muốn khóc, kỷ niệm mà khóc lên thì đó phải là kỷ niệm của một mối tình rất tử tế. Họ vẫn ở đợi với nhau với đó quý vị ạ, họ chưa hề xa nhau đâu. Sau bài lời cuối này họ vẫn thuộc về nhau bởi vì kỷ niệm của họ vẫn còn khóc bên nhau. Cái hình ảnh mà hồi nãy Đại Dương muốn chia sẻ với quý vị đó là hình ảnh nhìn ngắm mặt trời lặn. Đặc biệt là trong đôi mắt của đứa bé đó, nhìn thấy một cái gì nó đi ngang qua và cảm thấy nó thật lạ lùng. Thì Đại Dương mới hiểu và biết rằng đó là con dã tràng. Nó là một con rất là bé tí ti, nhỏ hơn con cua gấp 10 lần. Nó cứ đi ngang qua xe cát. Rất may là nhờ bài hát Kiếp Dã Tràng của Từ Công Phụng, Đại Dương bắt đầu cảm thấy để ý cái con dã tràng nhỏ bé đó. Bài hát rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Và sự ra đời của bài hát đó cũng là một kỷ niệm rất đẹp của Từ Công Phụng, mà ông kể rằng ông chỉ ngồi trước biển và nhìn thấy hàng dừa, ông nghĩ tới dã tràng xe cát. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Kiếp Dã Tràng và Hoàng Anh Thư. Lòng mang theo hồn
vào chung giường khép kín nụm bên đời tình người đâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay, một vị khách mời của chương trình rất đặc biệt đến đây để chung vui cùng với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị, nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Xin kính chào anh Từ Công Phụng. Không biết anh ngồi đâu em không thấy.
Thật là một niềm sung sướng và hạnh diện cho Trúc Hồ đến đây ngày hôm nay trước rạp hát rất sang trọng của thành phố này. Kính thưa quý vị, hầu như tất cả người Việt chúng ta ai cũng biết ít nhất là một bài nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Riêng đối với cá nhân Trúc Hồ may mắn là đã thuộc nhạc anh từ rất còn sớm khi còn bé, và cho tới ngày hôm nay cũng đã mấy chục năm rồi vẫn còn thích nhạc của anh. Đối với Trúc Hồ, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã để lại cho nền văn hóa Việt Nam chúng ta rất nhiều tác phẩm mà họ gọi đó là tài sản của quốc gia. Riêng cá nhân Hồ thì cũng nhờ nhạc của anh Từ Công Phụng, Hồ mới có dịp hát hai lần tặng bà xã bài "Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em". Cũng hên, cũng hên ca đúng có hai lần thôi, chứ mấy lần khác ở đâu là chết. Và kính thưa quý vị, nhạc của anh Từ Công Phụng ở đây Trúc Hồ không muốn phân tích hay bình luận, nhưng nếu là một người yêu nhạc, chúng ta cảm thấy cái gì khi mà chúng ta nghe nhạc anh Từ Công Phụng? Anh Từ Công Phụng về vấn đề melody của anh nghe rất là bình an, nghe đôi khi chúng ta tưởng như chúng ta đang thiền. Cũng như con người của anh vậy, lúc nào nhìn cũng thấy rất ư là bình an. Gương mặt của anh phúc hậu, đẹp trai. Mặc dù bệnh cũng mấy năm rồi, mà mới gặp lại ảnh ở đây chừng 2 tuần ở đài truyền hình SPTN. Trúc Hồ phải nói, ước gì mai mốt cỡ tuổi anh em vẫn còn nhìn được như vậy. Và có mấy cô bé nói, "I'm in love with him" Từ Công Phụng. À, cái đó là chuyện có thật. Cô bé đó mới có 20 mấy tuổi thôi. À, mà không có nói với Trúc Hồ, mà nói với Trúc Hồ là yêu anh nhạc sĩ Từ Công Phụng. Nhưng mà có gì đâu mà khó yêu, bởi vì anh quá ư là đẹp trai. Nhạc thì khỏi nói, giai điệu của anh tuyệt vời. Mặc dù rất ư là bình, nghe rất ư là êm dịu, nhưng mà có nhiều đoạn đưa chúng ta thấy sự rất là dữ dội trong tình yêu của anh Từ Công Phụng. Coi hiền hiền gì chứ, dữ dội lắm. Thật sự mà nói, hồi thích nhất bài "Mưa trên cuộc tình tôi" của anh Từ Công Phụng. À, cứ lâu lâu đi tự nhiên thấy cái giai điệu nó trong đầu mình, muốn ca cho quý vị nghe lắm, nhưng mà biết là ca là sẽ không có được đẹp lắm. Hồ chỉ muốn có mặt ở đây để chúc mừng anh. Em muốn năm nay là 50 năm âm nhạc của anh. Hy vọng 50 năm nữa em còn sống để đi tới 100 năm âm nhạc của anh. Xin cảm ơn anh. Thưa tất cả quý vị, âm nhạc thật sự ra không phải là lúc những âm thanh cất lên, mà là khi nó tắt ngấm, những dư ba của nó hoàn toàn tắt hẳn, để rồi nhường chỗ cho ca từ ở lại trong lòng mọi người. Và đối với chúng tôi, ca từ rất quan trọng, ở lại âm ỉ và nuôi nấng những yêu thương, những cái cảm xúc mà chúng ta có hàng ngày. Trong rất ít những giọng hát nam của Việt Nam, Tuấn Ngọc là một giọng hát như thế. Thưa quý vị, khi mà âm thanh được nâng lên thì giọng hát Tuấn Ngọc đồng hành. Và khi những âm thanh ấy tắt ngấm thì giọng hát đó vẫn vẽ lên những hương đó, âm đó, sắc đó. Tuấn Ngọc hát Từ Công Phụng, rất Từ Công Phụng, nhưng không mất Tuấn Ngọc ở trong đó. Chẳng vì thế mà khi album đầu tay ở đây là khi chúng ta nhận trên cái tay album của Từ Công Phụng đó, 10 bài hát đi thẳng, đi gọn, với phần hòa âm rất tài tình của Duy Cường, Từ Công Phụng và giọng hát Tuấn Ngọc. Vô hình chung, bộ ba Duy Cường, Tuấn Ngọc, Từ Công Phụng
đã đưa ra những chuẩn mực. Nhạc từ cung phụng phải là như thế. Vô hình chung, nó là một dòng nhạc bác học được chấp nhận, nhưng vẫn quẩn quanh những yêu thương hàng ngày. Chắc chắn trong tủ nhạc gia đình của quý vị, ai đã từng yêu dòng nhạc của nhạc sĩ từ cung phụng, không thể thiếu CD của Tuấn Ngọc, cuốn CD mà Đại Dương vừa nhắc đến, phải không ạ? Và hôm nay, đêm nhạc 50 năm tình ca từ cung phụng, không thể thiếu Tuấn Ngọc. Chào quý vị, tôi hát 60 năm rồi mà cái không khí hôm nay tôi vẫn thấy run. Quý vị có đói không? Yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lẽ nào em sẽ khóc ngàn sau. Lối rêu xưa sẽ mở dấu chân người, người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua hơn. Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên nụ cười, mưa trên tình người, lệ nào em sẽ khóc ngàn sao. Với đôi tay theo thời gian tôi còn một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang. Lang vẫn rơi bên thềm vắng, từng thứ qua mà trông theo đã mờ. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Mai khi xa nhau, người cho tôi tà lối. Dù kiếp sống đã gieo phong rồi, giọt mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi thank you.
đáp xuống đời. Một trời em thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua và trông theo đã mờ. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em sẽ khóc ngàn sâu, lệ này em sẽ khóc ngàn sâu. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc quý vị cũng biết anh Từ Công Phụng là một nam ca nhạc sĩ. Có nghĩa là anh vừa viết nhạc và anh lại hát cũng rất hay. Và ít có người để ý là giọng của anh Từ Công Phụng rất tốt. Cái âm vực rất rộng. Anh lên thành ra có thể nói là lên bổng mà xuống trầm. Thành ra giống như một người đại gia. Khi mà xài tiền rộng rãi thì anh Từ Công Phụng khi anh viết nhạc, anh cũng rất rộng rãi, nốt cao cũng nhiều mà nốt thấp cũng nhiều. Thành ra khi mà nốt cao anh lại viết, anh giữ ngân cho dài nữa. Thành ra khi mà hát nó giống như tập thể dục. Khi mà sức khỏe mình tốt á, thì hát nó đã lắm. Nhưng mà khi sức khỏe không tốt đó, thì có thể nói là sái quai hàm như chơi. Thành ra tôi đề nghị anh Từ Công Phụng, anh nên ghi chú một cái dòng ở dưới mỗi bài hát của anh là: trước khi hát nhạc của tôi nên hỏi ý kiến bác sĩ. Xin mời quý vị nghe Tình Tự Mùa Xuân của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thank you.
buồn tới em trước giọt lệ ấm khóc mừng một ngày hạnh phúc tiên mát qua ngày buồn đã qua vì đã có ta trong cuộc đời này em lại đây với anh cùng nhau lắng nghe dòng sông đang thầm thì trong lắm những khúc nhạc tình em lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này bên ngàn chim hót ca này em có nghe mùa xuân đang mơ toang trong Thưa quý vị, hồi nãy Uyển Diễm nói rằng đêm nhạc tình ca Từ Công Phụng 50 năm không thể thiếu Tuấn Ngọc. Thế thì Vệt Nắng Chiều mang tên Từ Công Phụng sẽ đẹp hơn và đầy cảm xúc hơn nếu như không có sự xuất hiện như một định mệnh quay trở lại. Cách đây 10 năm, có một bài hát ấp ủ trong đó đầy triết lý như một tiên tri nhẹ nhẹ nói cho chúng ta qua một cái CD mà họ đã làm nên tên tuổi của bài hát đó. Đại Dương muốn nói tới bài hát Như Chiếc Que Diêm. Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên. Khi đón lửa nhỏ nhoi lóe lên từ chiếc que diêm trong đêm tối, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt em khô cuộc tình mình trên những tháng ngày đã qua. Khi ngọn sóng thủy triều dâng lên xóa tan đi những ái ân gáy vụn trên đỉnh sóng bạc đầu, anh đã nhìn thấy giọt nước mắt vô tình bạc. Hỡi em, có phải đó là những giọt nước mắt em để lại cho tình ta, cho ngàn sau? Gì cũng đưa vào tâm tôi.
cho đầy hôn nhau, đất cho đầy đời nhau, những men nồng tình sâu xa rời. Thôi thì cũng đầy như chiếc que diêm anh đốt lên một lần thắp sáng đời em, cũng đành như kiếp dã tràng hoài công trên biển đông tìm kiếm, hàn gắn lại những dấu yêu dưới muôn ngàn con sóng vùi sâu. Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao vết môi cười tàn tạ. Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa, xuống đời em những ngôi ngoài rồi người cũng xa, cũng xa em, cũng xa em theo dòng nghiệt ngã. Sớm muộn gì cũng một lần gian dối tình anh, sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi. Đời em sớm muộn gì, đời anh sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng hâm. Bây giờ đóm lửa đó đã tắt rồi. Y Lan xin phép quý vị để gửi lời chào thân ái, quý mến của Y Lan gửi riêng đến tất cả quý vị có mặt vào buổi chiều tối hôm nay đến với chương trình nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đã lâu lắm rồi Y Lan mới lại được trở lại với khán phòng này, một kỷ niệm rất là xa xưa. Nhưng thật sự không xa bao nhiêu, bởi vì kỷ niệm luôn luôn ở với chúng ta. Và buổi chiều tối hôm nay, trước khi Y Lan hát bài hát này, quý vị đã nghe một tiếng nói trầm ấm, gọi là đọc lời chapeau của bài hát này. Y Lan xin quý vị cùng với Y Lan cho một tràng pháo tay để Y Lan cảm ơn sự hiện diện của Tuấn Cường đã đến với Y Lan để đọc lời hát vừa rồi. Cảm ơn Cường thật là nhiều. Bao nhiêu kỷ niệm lại trở lại qua bài hát này. Như chiếc que diêm. Cảm ơn. Xin cảm ơn con Cường.
Và bây giờ, kính thưa quý vị, Y Lan xin được giới thiệu với quý vị một màn rất là đặc biệt đối với riêng Y Lan. Và Y Lan tin rằng là quý vị cũng sẽ rất thích màn đặc biệt này. Y Lan đã được biết nhạc sĩ Từ Công Phụng qua âm nhạc. Có lẽ là vì Y Lan còn rất bé, ở những ngày xa xưa ở Sài Gòn chỉ được nhắc đến, được nghe đến tên của chú Từ Công Phụng qua bố mẹ, bố Lê Quỳnh và mẹ Thái Thành của Y Lan. Và đó là lý do mà Y Lan được biết chú từ những ngày Y Lan còn rất bé. Và cho đến bây giờ Y Lan được thật sự gần gũi chú hơn. Không những chỉ qua tình nghệ sĩ, Y Lan leo lên được làm nghệ sĩ cho nên được đến gần chú. Và rồi lại thêm một sự gần gũi hơn nữa giữa chú cháu chúng tôi, là chúng tôi là những người cùng đồng bệnh. Bệnh cancer đã đưa Y Lan đến với tất cả những người có mắc căn bệnh này. Và trong đó Y Lan được biết chú cũng thế. Nhưng mà thật sự ra âm nhạc và tình yêu thương của khán giả đã nuôi Y Lan, đã làm cho Y Lan sống khỏe mạnh, vượt qua được mọi khó khăn. Và ngay chính chú Từ Công Phụng cũng thế. Cho nên giờ phút này Y Lan xin quý vị hãy vỗ tay để Y Lan được mời chú Từ Công Phụng, là nhờ Y Lan leo dần mò lên, bây giờ được đứng trên sân khấu này cùng với chú và lại sắp sửa được hát với chú. Xin mời chú Từ Công Phụng trở ra sân khấu. Mẹ Thái Thanh
của cháu rất là quý. Tại vì không những ông chỉ viết nhạc hay mà ông còn đẹp trai, ông còn cao và ông hát còn rất là hay nữa. Cho nên thật là hân hạnh cho cháu hôm nay được đứng bên cạnh chú hát cùng với chú. Dạ. Ngày đó khi một lần tiếng hát đồng hóa đưa em vào vùng trời lấp lánh bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt mưa chiều mê. Anh đi về ngàn đời hoang vắng, em đi về buồn chiếc kẽ tóc bước chân này chọn kiếp hoang vu. Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mưa, nghe bơ vơ hồn mình lạc loài. Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời trời mùa đông hong khô đi niềm tin soi đá trên đôi tay này mình còn gì và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này. Trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay thôi. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn ban nhạc sĩ dự. Và bây giờ Y Lan xin phép để lui vào trong. Và giây phút này là giây phút vàng ngọc của Từ Công Phụng với tất cả quý vị khán thính giả yêu thương. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Y Lan. Thưa quý vị, từ nãy giờ tôi chưa được ngôn. Bây giờ tôi xin được nói. Hôm nay là cái ngày, là cái đêm mà giấc mơ của tôi được thành tựu. Dream come true. Yeah. Bởi vì khi tôi còn nằm trên giường bệnh, hàng ngày tôi nhận được biết bao nhiêu là điện thư, biết bao nhiêu là lá thư, cũng như biết bao nhiêu là cú điện thoại gọi chúc lành tôi. Thì tôi nghĩ rằng những cái tình yêu thương đó của quý khán thính giả khắp bốn phương trời đã dành cho tôi và níu kéo tôi trở lại cái đời thường khi tôi đứng ở bên vực thẳm của căn bệnh trầm kha, bệnh ung thư. Bác sĩ giao hẹn cho tôi chỉ sống được 3 tháng. Nhưng mà cái điều mà tôi rất lấy làm hạnh phúc là với cái đức tin của tôi, với cái sự cầu nguyện của quý vị và với cái sự săn sóc rất là tỉ mỉ của nhà tôi đã kéo tôi trở lại với đời thường. Và hôm nay là cái đêm mà tôi có một cái dịp rất tốt để xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả khắp bốn phương trời đã dành cho tôi một cái tình yêu rất là đầm ấm trong cái đời sống âm nhạc của tôi. Và cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Và quả thực hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất là bởi vì tất cả mọi người đã đến đây đã bỏ rất nhiều thời giờ quý báu để mà cùng chung vui với tôi sau 50 năm tôi đi trên bước đường âm nhạc. Và hôm nay nhân dịp này tôi cũng xin được đôi lời cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn chị Bích Huyền, cảm ơn các bạn
từ xa tới. Cảm ơn những anh em bạn trẻ ở đây đã không bỏ, đã không ngại cái năng lực của mình để đổ dồn vào tổ chức cái đêm nhạc hôm nay được thành công. Và cái sự thành công cuối cùng vẫn là ở quý vị. Nếu quý vị không đến thì tôi không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị. Và xin được cảm ơn em Quốc Việt Dũng, các cháu Uyển Diễm và Đại Dương, và cảm ơn ban nhạc với Sĩ Dự, với Vũ Anh Tuấn, với anh bạn đánh trống tôi quên mất tên, Gary Wing, và cháu Hoàng Công Luận là một cái người rất rất có tài, bởi vì anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc ở Việt Nam, nhưng mà hôm nay anh qua đây đi bê phở, xin lỗi quý vị. Tuy nhiên một cái tài năng như thế này đó thì không thể nào mà để anh ấy chìm được, cho nên bằng mọi cách tôi nói với Sĩ Dự là phải kéo Hoàng Công Luận lên trên này để biểu diễn cái tài năng của mình. Tôi cũng xin được cảm ơn guitar Lê Ngọc và anh Danh Nguyễn. Dạ. Tôi già nó hay quên lắm. Mới nhắc tôi giờ tôi lên tôi quên mất tiêu rồi. Quý vị thì mong quý vị tha lỗi cho nếu trong chương trình hôm nay có cái điều gì sơ suất. Và cuối cùng tôi xin được gửi tới quý vị một cái ca khúc mà tôi xin kể một câu chuyện thế này. Tôi cũng còn ít thời giờ để có thể kể câu chuyện cho quý vị này. Lúc mà tôi về Việt Nam hát ở một cái phòng trà thì có một vị khán giả yêu cầu tôi hát bản Mãi Mãi Bên Em. Cái vị khán giả rất là đặc biệt là vì bà ta bị một cái bệnh ung thư đến thời kỳ chót. Nghe tôi về Việt Nam lấy xe đò từ Nha Trang vào. Và đêm hôm đó chỉ xin yêu cầu tôi hát bài Mãi Mãi Bên Em mà thôi trước khi bà nhắm mắt. Nhưng mà khi tôi đứng trên stage tôi không nghe được phía dưới nói gì. Và cái người mà chủ quán đó, họ sợ là bị liên lụy về những cái bài hát mà chưa được cho phép thì nhất định không cho hát. Tôi không biết. Và sau đó tôi nghe được câu chuyện như vậy tôi rất là thương tâm. Và tại sao tôi trách cái người đó tại sao không cho tôi biết. Dù thế nào chăng nữa người ta cũng sắp chút hơi thở cuối cùng tôi phải cho người ta một cái món quà tinh thần trước khi người ta ra đi. Thì cái chuyện nó làm tôi nhớ mãi. Và hôm nay cái bài hát cuối cùng đêm nay tôi được xin gửi tới quý vị là Mãi Mãi Bên Em. Có điều gì vĩnh cửu
em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Rồi mai đây anh sẽ đón em về, mở cửa hôn em vào đó dòng trời. Em có thấy tình anh ngát hương hoa, người ngất mãi một đời vì em thôi. Đôi khi có những mùa giông bão qua đây, em thấy đời là những hư ảo. Này em đừng giấu muộn phiền trong mắt sâu, đừng giấu bàn tay trong tóc mây, hãy tựa đầu lên vai anh. Em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ, từ trái tim anh nồng nàn yêu em. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Bờ vai ngoan hương tóc xóa buông mềm, tình ra sao như dòng suối vây quanh. Dù mai đây hương mùa cũ phôi, anh vẫn sẽ yêu em như những ngày trẻ dài. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Mai đây chẳng có bên thềm và ngày buồn thu tàn kéo qua đây, rồi mùa đông vội vã đến bên ta. Anh giữ mãi lời nguyện cùng bên em, rồi mùa đông vội vã đến bên ta. Anh giữ mãi lời nguyện cùng bên em. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong tối ngày hôm nay, quý vị đã rung động cùng với chúng tôi bước vào một khu vườn. Ở trong đó có những nụ hoa mà chắc chắn là chúng ta là những người đã có dịp may mắn để thưởng thức. Những nụ hoa này mai mốt rồi sẽ tàn, nhưng chắc chắn là những hương thơm đó sẽ là những lâng lâng thơm ngát để lại cho đời và mãi mãi cho đến ngàn sau. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì đó chính là tình yêu qua dòng nhạc của Từ Công Phục mà hôm nay chúng ta cùng ông trân trọng chia sẻ qua 50 năm sáng tác của ông. Chương trình chúng tôi sẽ xin được kết bằng một lời cảm ơn mà nhạc sĩ Từ Công Phục cũng đã gửi đến cho tất cả mọi người. Nhưng riêng đối với tất cả các anh em từ nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ thì lời cảm ơn này có lẽ phải là lời cảm ơn chân thành đến với tất cả quý vị khán thính giả. Chính quý vị là những người đã nâng niu đời sống, nâng niu dòng nhạc
nâng niu tiếng hát của anh em nghệ sĩ của chúng tôi. Và hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi, cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ, cùng chia sẻ với người nhạc sĩ họ Từ qua ca khúc nổi tiếng nhất của ông, phổ từ một bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Chúng ta sẽ chia tay nhau bằng một lời cảm ơn qua nhạc phẩm Ơn Em để gửi đến cho tất cả quý vị. Xin được mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ, xin được phép mời tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, xin được phép mời cô Kiều Trinh, nhà thơ Du Tử Lê, thi sĩ Đăng Khánh cùng bước ra đây để chúng ta chia tay cùng với khán giả ngày hôm nay trong ca khúc tuyệt vời của nhạc sĩ họ Từ. Cho ta cỏ mặt trăm lần lá hoa. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Ta ơn em, ta ơn em. Ơn em tìm những mù lòa như con sâu nhỏ. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Ta ơn em, ta ơn em. Vâng thưa quý vị, bất cứ một việc buổi tiệc nào cũng đến lúc chia tay ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị đã có một buổi tiệc thật là ấm cúng. Ơn em thơ dại từ trời, áo ta xuống biển, vợt đời ta trôi. Ơn em giang mỏng mưa vời, theo ta lên núi về đồi yêu thương. Ta ơn chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Ta ơn em, ta ơn em, ta ơn em, ta ơn em. Ơn em tình những mù lòa như con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Ta ơn em, ta ơn. Quý vị một đêm ngủ ngon.